Anh chị đã đến với kênh giá xe 24 giờ ạ. Thì trước mắt anh chị đang là mẫu xe Kia Seltos, mẫu COV ở phân khúc hạng B, rất hot và bán rất chạy của nhà Kia. Thì mẫu xe này được bán tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản, 3 phiên bản máy 1.4 turbo AT kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp và một phiên bản máy 1.6 hút khí tự nhiên kết hợp cùng hộp số AT 6 cấp bình thường. Thì ở 4 phiên bản Kia Seltos này thì đều là số tự động nha anh chị. Kia Seltos sẽ không có phiên bản số sàn. Rồi thì em xin gửi đến anh chị mình giá lăn bánh ở tháng 1 năm 2022 này của từng phiên bản như sau. Đầu tiên là phiên bản rẻ tiền nhất, đó là phiên bản Kia Seltos bản Deluxe 1.6 AT với giá niêm yết là 634 triệu. Sau khi áp dụng tất cả các chương trình khuyến mãi và áp dụng chương trình giảm thuế thì lăn bánh tỉnh sẽ là 665 triệu, anh chị mình trả trước 170 triệu là mình nhận xe. Lăn bánh Thành phố Hồ Chí Minh là 683 triệu, anh chị mình trả trước 188 triệu là mình nhận xe. Còn lăn bánh Hà Nội là 689 triệu, anh chị mình trả trước 195 triệu là mình nhận xe. Rồi tiếp đến là phiên bản giữa, là phiên bản mà hầu như được rất nhiều anh chị mình lựa chọn, đó là phiên bản Seltos Luxury. Thì ở phiên bản Seltos Luxury này thì sử dụng động cơ 1.4 AT turbo với giá niêm yết là 694 triệu, lăn bánh tỉnh là 728 triệu, anh chị mình trả trước 186 triệu là mình nhận xe. Lăn bánh Thành phố Hồ Chí Minh là 746 triệu, anh chị mình trả trước 202 triệu là mình nhận xe. Lăn bánh Hà Nội là 753 triệu, anh chị mình trả trước 211 triệu là mình nhận xe. Anh chị lưu ý giúp em là cái giá trả trước á là em đã tính cho anh chị mình khoản vay là 20-80, là anh chị mình trả trước 20% giá trị xe cộng với lại chi phí lăn bánh và vay lại 80% anh chị nhé. Rồi tiếp đến là phiên bản sử dụng máy hút khí tự nhiên duy nhất trong dòng Seltos, đó là phiên bản 1.6 AT Premium. Thì ở phiên bản này được niêm yết với giá là 724 triệu, lăn bánh tỉnh nó sẽ là 761 triệu, anh chị mình trả trước 194 triệu là mình nhận xe. Lăn bánh Thành phố Hồ Chí Minh là 779 triệu, anh chị mình trả trước 213 triệu là mình nhận xe. Lăn bánh ở Hà Nội là 786 triệu, anh chị mình trả trước 220 triệu là mình nhận xe. Rồi cuối cùng là phiên bản mắc tiền nhất và cao cấp nhất, đó là phiên bản Seltos Premium 1.4 AT với giá niêm yết là 744 triệu. Thì ở hai cái phiên bản Premium này anh chị, ở phiên bản Premium 1.4 và 1.6 này thì nó chỉ khác nhau ở cái động cơ và hộp số thôi. Còn lại thì hầu như là option và trang bị thì đều là giống nhau. Và phiên bản sử dụng máy turbo thì nó sẽ cao hơn phiên bản sử dụng máy hút khí tự nhiên là 20 triệu. Rồi với giá niêm yết 744 triệu ở phiên bản cao cấp nhất này thì lăn bánh tỉnh nó sẽ là 782 triệu, anh chị mình trả trước 200 triệu tròn là mình nhận xe. Lăn bánh Thành phố Hồ Chí Minh là 800 triệu, anh chị mình trả trước 218 triệu là mình nhận xe. Còn lăn bánh Hà Nội là 807 triệu, anh chị mình trả trước 225 triệu là mình nhận xe. Rồi trên đây thì em đã báo cho anh chị mình giá lăn bánh đã bao gồm tất cả các chi phí bắt buộc để lăn bánh một chiếc xe ra ngoài đường, nhưng chưa bao gồm bảo hiểm vật chất thân xe cũng như là chi phí dịch vụ đăng ký xe. Vì hai cái chi phí này khi mà anh chị mình mua tiền mặt á, thì anh chị mình cũng sẽ không phải tốn hai cái chi phí này. Rồi trên đây em đã gửi đến anh chị mình cái bản báo giá lăn bánh của 4 phiên bản Kia Seltos đang rất là hot tại thị trường Việt Nam. Rồi anh chị mình lần đầu xem video hãy vui lòng nhấn nút đăng ký, nhấn nút chuông và cho em một like để em có động lực làm những video gửi đến anh chị mình về chương trình khuyến mãi giá lăn bánh cũng như là giới thiệu đến anh chị mình về những chiếc xe chuẩn bị ra mắt tại thị trường Việt Nam. Rồi một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở trong video sau ạ.